Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Đây mới là tôi nè. Ba ơi, làm gì mà quá vậy? Chạy rồi, chạy rồi. Tôi tên Ngải Mỹ Lệ, năm nay 19 tuổi. Bây giờ tôi đang đón một ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Giày của tôi, giày còn ở trên đó. Năm tệ có đi không? Các bạn nghe đài, chào buổi sáng. Người này chính là nam thần của tôi. Hôm nay mỗi ngày tôi sẽ đem đến cho các bạn của anh ấy là chuyện vui nhất trong đời tôi. Hy vọng sẽ đem đến cho các bạn những giây phút thư giãn. Hoa khôi giá đấu, cực phẩm hoa khôi. Sự hưởng thụ một tay không thể kiểm soát nổi. Nhỏ mọn. Wow, đẹp trai quá anh ơi, đẹp trai quá à. Wow, đẹp trai quá à. Đẹp trai quá à. Đẹp trai bạn ơi. Đẹp trai quá. Đẹp trai, nhanh kẹo nhỏ. Đi chung đi. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đẹp trai cái gì? Nhìn qua là biết cậu ta đẹp trai ở phần trên, còn tôi đẹp trai ở phần dưới. Trời ơi, tới đây, tới đây, tới đây, tới đây, tới đây. Cậu làm ớt bớt ăn lại chút được không? Trời ơi. Wow, nhìn ngầu quá hả? Wow. Đại công, đi xuống dưới đó coi thử. Wow, ngầu quá, nhìn kìa, thật đấy, vừa ngầu vừa đẹp nữa, quá đẹp thật. Cô gái của khoa nghệ thuật đúng không? Mời bên này. Theo anh em, theo. Bên kia kìa. Ê, bạn ơi. Trời, gì vậy? Ai vậy? Ở bên kia sao sống dữ vậy? Không biết, làm tay người ta luôn rồi kìa. Cậu là ai? Tôi giúp cậu, cậu xin lỗi. Cút đi. Thượng dễ sợ luôn à. Bạn ơi, bạn ơi. Đúng là mất hứng.
Không thấy đường hả? Alo ba, con đã tới trường rồi, yên tâm đi. Trời đất, không lẽ mình vào lộn toilet nữ rồi à? Không có nước sao? Biến thái. Nhà vệ sinh năm. Thầy cảm thấy có cần thiết phải tiếp có tục ai hay không? Trong đó có ai không? Báo cáo. Là vậy thầy hiệu trưởng, tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên suy nghĩ kỹ càng hơn. Nó liên quan tới tương lai sự nghiệp cổ vật của nước ta. Em chào thầy. Em là tân sinh viên duy nhất của khóa này. Em đã tới rồi. Chào giáo sư. Em là sinh viên nữ duy nhất của khoa chúng ta, suốt 20 năm thành lập, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Em xin lỗi thầy, thầy hiểu lầm rồi. Em tới để tìm người. Chính là em. Xin hỏi Út Hạo Nhiên có ở đây không? Cậu ấy bên phòng nghiên cứu. Cảm ơn. Em ở khoa nào vậy? Chào giáo sư, rất vui được theo học cổ vật với thầy. Em tên là Ngải Mỹ Lệ. Buông tôi ra. Wow. Đây chính là Leonisora. Chính là Leonisora sống ở kỷ phấn trắng cách đây khoảng 112 triệu năm. Đây là bản đăng ký nhập học dành cho tân sinh viên. Trình tự của nó là tìm giáo viên chủ nhiệm trước. Dạ. Sau đó tôi còn chưa nói xong sao nó chạy mất tiêu rồi. Xin lỗi cho em hỏi, sao vẫn là ở đây? Đúng, tôi chính là thầy chủ nhiệm của em. Trời, sao thầy không nói sớm chút? Sau đó đi tìm trưởng khoa của em. Em biết rồi. Sau trưởng khoa còn có. Còn chưa nói xong sao là chạy nữa rồi. Trời ơi, xin lỗi trưởng khoa nha. Khoa chúng ta chỉ có một văn phòng này thôi, có phải không thầy? Đúng. Tôi Hồ Dương, tên Tinh Nhân, là trưởng khoa của khoa cổ vật, kim chủ nhiệm lớp, kim giáo viên hướng dẫn cổ vật. Em chỉ hỏi có một vấn đề thôi. Khoa của chúng ta chỉ có một sinh viên là em thôi sao? Không đúng, chỉ có một nữ sinh là em. Hả? Và vài sư ca lớn hơn em hai khóa. Sư ca? Alo, mẹ. Hạo Nhiên hả? Đừng suốt ngày có đục đục mấy cục đá của con nữa. Nè, mẹ nói con nghe nha. Annie về rồi, lúc nào rảnh hai đứa gặp nhau đi. Sự nghiệp của gia đình sau này dựa vào con đó, hả? Mẹ à, chuyện của con tự biết lo liệu. Mẹ không cần phải lo đâu. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Wow, đây chính là bộ xương hoàn chỉnh của Hesperosaurus, có đúng không thầy?
Đây là sư ca của em. Ê, lúc nãy chúng ta đã gặp nhau ở trong toilet. Chào anh, em là Ngải Mỹ Lệ. Sư ca, cái này là anh tự làm hay là tự đào vậy? Sư ca của em là chuyên khoa số 1 của khoa. Em theo cô ấy học hỏi đi. Thật sao? Sư ca, em nhất định sẽ cố gắng học hỏi anh. Loại này rất là hiếm đấy nha. Nó đã tuyệt chủng bao lâu rồi anh? Sư ca ạ. Hạo Nhiên, đưa nó đi. Xin lỗi giáo sư nha. Em thật sự không có cố ý đâu. Em đi trước nha, xin lỗi thầy. Trời, thiệt tình à. Ê, sư ca, trong túi em có kèo 502 đó, em dán giúp anh nha. Làm gì đi nhanh dữ vậy trời. Đẹp trai quá. Kẹp tóc hình xương quả nhiên rất là bắt mắt ha. Đẹp trai, đẹp trai quá. Không biết là có bạn gái chưa nữa. Có bạn gái chưa nữa. Ta. Đẹp trai ha. Đẹp trai quá. Cô gái đó là ai vậy? Sao mà nhìn lưỡng thượng. Trời ơi, xấu quá. Anh đẹp trai tới như vậy sao? Hình như tính làm chuyện để ý lắm thì phải. Tại sao lại chụp lén anh hoài vậy? Họ nhìn anh nữa đó. Sao vậy? Ê, để em. Xin lỗi nha. Cậu là ai vậy? Cậu có biết vào phòng phải gõ cửa không? Ôi trời, làm gì vậy? Làm sao anh biết em ở đây vậy? Cảm ơn sư ca. Tại sao anh không nghe điện thoại của em? Em đã cố tình vì anh chuyển trường từ New York về đây mà. Không cần làm vậy đâu. Sao lại không cần làm vậy? Bác gái đã cố tình dặn dò em phải chăm sóc anh thật tốt. Anh có thể cho em biết rốt cuộc em đã làm gì sai không? Sao anh cứ đối xử với em như vậy? Em rất tốt, nhưng mà không liên quan gì tới anh cả. Anh không thấy đối xử với em như vậy là rất bất công sao? Anh xin lỗi nha. La 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 la. Ngồi đây đi người đẹp. Thế nào hả? Muốn thử món cá dễ thương của trường này không? Chào để anh đi lấy cho em. Tên là gì vậy? Mắc gì phải nói cho anh em biết. Em muốn ăn gì? Ê. Hả? Cảm ơn nha. Anh làm gì vậy? Muốn cái gì hả? Đứng qua bên kia. Đây cháu. Sao quá? Có đẹp không? Đây người đẹp ăn đi. Cháu yêu thương đó, ngon nhất của trường mình đó. Có rồi. Ê. Ê. Cậu. Ê. Nè nè nè. Cậu là ai vậy? Cậu làm vậy là có ý gì đây? Ê trời. Nè. Nè nè. Có phải cậu không biết ba chúng tôi là ai không? Hả? Cậu có biết lai lịch của bọn tôi không? Hả? Để tôi. Đáng đời. Té vào đầu. Đáng đời. Cậu không sao chứ? Cảm ơn nha. Chưa từng thấy ai xấu vậy. Sư ca, chào anh. Để tôi giới thiệu cho cậu làm quen. Đây là anh Quốc Hạo Nhiên, là bạn trai của tôi. À, nhìn cái gì mà nhìn? Trai xinh gái đẹp liên quan gì tới cậu? Ông khoan đã. Nè cậu ơi, tối nay có vũ hội quá trang đón tân sinh viên. Cậu nhớ mặc quần áo đặc biệt nhất nha. Tôi có đầy. Vậy thì tốt, tốt rồi. Làm gì vậy? Bắt yêu quái hả? Dự tiệc chào đón, dự tiệc chào đón. Mặc cái này có đẹp không? Đẹp lắm, đẹp lắm. Còn mặc cái gì cũng đẹp hết. À, tiệc chào đón.
không có thấy cái gì hết á. Cậu nhìn đi. Ê thằng mập. Ê thằng mập, màn hấp dẫn tới rồi nè, đừng có chơi Billy nữa. Cái đó Billy nó là một app sexy. Tôi chơi Billy thì đã sao chứ, tôi đã bí bách nhiều ngày rồi. Tôi chơi thì đã sao đây. Gửi bạn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Wow. Chào mừng các bạn sinh viên đến với buổi tiệc chào đón tân sinh viên do Icarus tài trợ. Tôi là người dẫn chương trình ngọt ngào của tối nay, bé Kem Tuyết. Chào tất cả các bạn, ba chúng tôi là sư ca của các bạn, bộ ba thu cổ. Sói ca ở khoa nào vậy? Anh có bạn gái chưa? Hai vậy là ai vậy chứ? Không phải nó mặc trang phục cá tính nhất sao? Cười quá hả? Anh nhất định là biết cái tiếng đâu. Đánh chết cậu, đánh chết cậu. Trời ơi, mày biến đi thôi. Ê, có một bé khủng long tới kìa. Cho ba chút đi, làm ơn. Nè, mày cậu. Ai vậy? Wow, bé khủng long hay sao? Để coi thử nào. Tiếp theo, mời nữ thần Annie của chúng ta nhảy bảng mở màn vũ hội. Chào mừng chào mừng. Đứng dậy tôi. Đâu coi. Xem kìa. Đừng có ngại mà. Ủa đẹp quá. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người hôm nay đến tham dự. Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, tôi xin nhường cơ hội nhảy mở màn cho người bạn sáng chói mắt và cũng đặc biệt nhất của hôm nay. Bé khủng long. Sư muội của anh sáng tạo thật đó. Ít ra cũng thú vị hơn ai đó. Thật ra tôi rất muốn đem đến cho mọi người tiết mục mở màn, nhưng mà hôm nay tôi không có đem theo nhóm nhảy của tôi, cho nên hẹn lần sau nha. Cảm ơn mọi người. Nè, đừng đi. Nè, tôi nhảy phụ họa cho cậu. Nhảy đi bé khủng long. Trời, hả cậu đó. Nào nhảy một bản đi. Các bạn sinh viên, mọi người xem hôm nay bạn này ăn mặc dễ thương, đặc biệt như vậy. Có ai muốn làm bạn nhảy của bạn ấy hay không? Cùng cậu ấy nhảy bài mở màn không hả? Có ai không? Đã nói trước rồi, hôm nay anh sẽ là bạn nhảy của riêng em. Ai nói không có bạn nhảy? Mỹ Lệ, con nghe bà nói đi. Bà muốn làm gì? Bà không phải cố ý đâu mà. Mỹ Lệ à, con nghe bà nói đi. Bà buông con ra đi, bà muốn làm gì? Bà thấy con còn chưa đủ mất mặt có phải không? Không phải, bà chỉ muốn giúp con bà thôi mà. Bà muốn cái gì? Vốn dĩ gen của con đã không tốt, hôm nay còn thành ra như vậy con rất là xấu hổ. Bà còn làm như vậy xấu hổ cùng với con. Không phải, bà vốn dĩ định đóng vai Ultraman cùng con. Vốn dĩ định cái gì? Bà còn ở đó dê cái gì mà dê chứ. Bà vốn dĩ các bạn nghe đài, chào mọi người. Tôi là người bạn cũ của các bạn, Lâm Dật Hiên. Mỗi ngày chúng ta đều gặp phải rất nhiều chuyện không như ý. Bạn có thể làm gì chứ? Âm thầm đối mặt hay chủ động tranh đấu?
Mỗi lần cảm thấy không vui, chỉ có giọng nói của Giật Hiên ở bên tôi. Khi nào anh ấy mới có thể xuất hiện trước mặt tôi đây? Giật Hiên? Không phải đang nằm mơ đó chứ? Để sờ thử một cái coi. Cứ cho là đang nằm mơ. Vậy cứ để mình mơ hoài luôn đi. Cuộc đời của mỗi người chân thật và hoàn hảo. Thứ bạn nói rất là có lý. Chưa chắc. Tuy là mình không hiểu anh ấy đang nói gì hết. Thứ bạn mất đi. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là vui. Cứ nhìn anh ấy như vậy. We just have to believe. Đừng đi. Có thể nhảy một bản hay không? Wow, anh ấy mời mình nhảy nè. Xin lỗi. Ôi mẹ ơi. Một tiết học hay như vậy mà em vẫn có thể ngủ được sao? Thiết nghĩ em đã biết được rất nhiều rồi. Vậy em cho tôi biết chim bất tử là gì? Chim bất tử không phải là một truyền thuyết sao? Hạo Nhiên, em nói đi. Chim bất tử còn gọi là Phoenix. Nó là một loại chim trong thần thoại. Nhìn từ vẻ bề ngoài của nó có thể được xếp vào một loại chim lửa, là do Bennu trong thần thoại Ai Cập truyền đến Hy Lạp. Cứ vào mỗi 500 năm, nó sẽ thu thập các loại lá và cây có mùi thơm, sau đó xếp chồng chúng lên, châm lửa tự thiêu. Trong đám tro tàn còn sót lại sẽ xuất hiện chim non tái sinh. Rất tốt. Rất là tốt. Truyền thuyết là gì? Hả? Truyền thuyết là định nghĩa của kẻ vô tri đối với sự vật mình chưa biết. Truyền thuyết. Em giống hệt như truyền thuyết. Tôi hy vọng các em thật sự đem nhiệt tình và thanh xuân của mình đặt vào sự nghiệp cổ vật của Tổ quốc. Tổ quốc cần các em. Trời ơi, Jay Bon, ở đây là trường học, anh có biết không? Là một người đàn ông trưởng thành bình thường. Có cái này thì đã sao chứ? Đây là hành vi bình thường. Được biến thái. Ê, nè, trời ơi, em nghe nói cái đã, chuyện này rất bình thường mà. Kỳ thi qua khối học đường khóa này, khoa của các thầy cô đã chuẩn bị tới đâu rồi? Khoa biểu diễn chúng tôi năm nay chiêu sinh, năm nay vượt mức rồi. Phòng tập luyện vô cùng căng thẳng. Khoa âm nhạc của chúng tôi còn hơn như vậy. Các sinh viên xếp hàng tập luyện ra tới sân vận động luôn rồi. Ê, phải rồi, bên chỗ trưởng khoa Dương có chỗ nè. Chúng ta không thể lãng phí tài nguyên được. À phải rồi, trưởng khoa Dương, nghe nói năm nay khoa của thầy cuối cùng cũng có nữ sinh viên rồi hả? Hả? Khoa cổ vật là một khoa cao cấp như vậy, hoạt động này có phải cũng nên tham gia không? Trưởng khoa Dương, thầy nghĩ như thế nào vậy? Không! Khoa cổ vật chúng tôi không những sẽ tham gia cuộc thi này, hơn nữa còn sẽ giành giải nhất. Chào mừng tham gia cuộc thi qua khôi học đường. Gửi bạn, nè xem thử đi. Chào đón mọi người hăng hái tham gia.
người dẫn chương trình Lâm Dật Hiên. Wow. Ê, cậu nhìn kìa, anh Lâm Dật Hiên cũng tham gia chương trình này kìa. Xin lỗi. Là gì vậy? Cậu ấy làm gì vậy? Ai làm gì vậy? Ngại Mỹ Lệ, cuộc thi Hoa Khôi Học Đường này không có liên quan tới cậu. Bé khủng long, cậu tính làm gì đây? Tránh ra. Tôi chỉ muốn lấy tấm bút từ này để phải đứng với cuộc thi gì đâu. Sao vậy vậy? Trời, tự nhiên thấy của người ta. Sao vậy? Cậu ấy làm gì vậy? Tình luôn đó. Cổ vật học là gì? Cổ vật học là khoa học của sự sống, là môn khoa học giao thoa với khoa học trái đất, là môn khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử phát triển nhân loại. Xin lỗi giáo sư. Em thích cô ấy hả? Vậy cô ấy có thúc đẩy được ý chí của em không? Anh ấy luôn là ý chí của em. Trọng trách cứu rỗi khoa cổ vật giao cho em. Hiệu trưởng muốn xóa bỏ khoa chúng ta. Cuộc thi Hoa Khôi lần này là tia hy vọng duy nhất. Cuộc thi Hoa Khôi học đường. Em nằm mơ đi. Đây là một cơ hội, là cơ hội duy nhất. Họ có thể cướp đi tất cả, nhưng không thể cướp được tự do của chúng ta. Vì tự do, vì tự do. Lâm Nhật Hiên là một trong số giám khảo. Ôi mẹ ơi, người đạt giải nhất có thể đi chơi riêng với anh ấy một tháng. Chào mừng. Cho hỏi, đăng ký ở đây có phải không? Đúng. Nè, tôi cũng muốn đăng ký nữa. Sao lại như vậy? Đây là các lưu ý trong cuộc thi. Trên đó có số điện thoại riêng của tôi. Làm ơn. Đây là bản đăng ký hả? Có bút không? Sao cậu tới đây vậy? Nè, ước mơ và hiện thực cách xa nhau lắm đó. Bé khủng long, cậu về lại kỷ Jura đi. Thế kỷ 21 không phù hợp với cậu đâu. Tôi tới để cứu rỗi trái đất không được hả? Điều lệ cuộc thi nè. Không có mang dù nè. Ê! Người đẹp, cái dù của tôi. Ê! Làm gì vậy? Xếp hàng đi. Mà bà. Cuối hàng. Đáng buồn thiệt đó. Dù kìa. Chọn đi. Cậu từ từ thôi. Đến mức như vậy không? Ê nè. Tôi tiễn em một đoạn nha. Hạo Nhiên, em cũng không đem theo dù. Vậy anh đưa cậu ấy về đi. Chúc mơ này không sao. Nè. Ê, khoan đã. Vậy em thì sao? Thank you.
cảm ơn anh nha. Được khách sáo. Thấy anh tốt bụng như vậy, hay là hôm nào rảnh mời anh đi ăn đậu hũ thúi hả? Hả? Nếu anh ăn không no, em sẽ thêm cho anh một cái bánh rán cũng được. Vậy em về trước nha. Tạm biệt. Cảm ơn Sika. Cảm ơn Hạo Nhiên. Mimi à, cậu đang làm gì vậy? Ho. Cậu cũng chơi bi lên hả? Lại đang câu sói ca sao? Trả cho mình. Nhiều sói ca lắm á. Ê, phải rồi. Cậu nói xem, khoa chúng ta có nhiều người đẹp tới như vậy, ngại mỹ lệ đó mà cũng đăng ký. Cậu nghĩ có vào được vòng đầu không? Ê trời ơi, cậu không biết đó thôi. Vì mỗi khoa chỉ được đăng ký một người. Khoa của họ toàn là nam sinh, nên là chỉ có cậu ấy tham gia thôi. Yên tâm đi, dù cậu ấy có tham gia cũng sẽ bị loại sớm thôi. Ừ, loại ngay. Ba lại bị thương hả? Không sao, không sao. Ê trời, con ăn trứng gà đó đi. Ê, ê, nhẹ, nhẹ thôi. Sao lại xỉ mặt vậy? Con sẽ tham gia cuộc thi qua khôi học đường. Con hả? Đừng có đùa nghe. Con là nữ sinh duy nhất của khoa bọn con. Ê, ê, được đó. Bà hứa sẽ đào tạo cho con. Bà dạy con hát. Đừng thấy tôi chỉ là một chú dê, cỏ xanh nhất định sẽ càng thơm hơn, bầu trời nhất định sẽ càng xanh hơn, mỗi ngày đều đuổi theo ánh mặt trời. Thế nào hả? Đọc. Chùa. Chùa. Ta biết ngay là ngươi bán đứng ta. Có được không? Làm. Đánh. Đây là trò gì vậy? Còn ông. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Kỳ Hiệu Sâu. Vô cùng vinh hạnh được làm MC cho cuộc thi Hoa Khôi Học Đường Toàn Quốc. Và dòng sơ tuyển của cuộc thi hôm nay, Phạm Di Trường, Nghĩa Đức. Xin mời thí sinh đầu tiên, Liễu Hoa Hoa. Thí sinh tiếp theo chính là nữ hoàng khí chất của chúng ta, cô Annie. Thank you.
Phim được lồng tiếng bởi Moxie Media Bắc Kinh. Xin mời bé khủng long của khoa cổ vật. Chờ một chút, đợi thầy uống thuốc cái đã. Giống như bị hâm như vậy đó. Vì sự nghiệp khảo cổ của tổ quốc, làm ơn đi. Là chỗ đồng nghiệp, nể mặt chút đi. Tôi cảm thấy chẳng ra sao hết. Yeah! Em qua vòng rồi. Cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn. Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều nguyên nhân giả tưởng về sự tuyệt chủng của loài khủng long. Một trong số đó là thuyết thay đổi khí hậu và cả thuyết động vật đấu tranh. Nhìn cô ấy hiện ra thế giới khủng long cũng có đấu tranh. Ê, sao cậu ấy kìa, nhìn lúc nào cũng ngủ ngủ. Ê, chính là cậu ấy. Mắc cười thiệt. Ngải Mỹ Lệ, tôi nói nè, cậu ta xấu như vậy mà cũng lọt được vào vòng trong nữa. Dựa vào đâu chứ? Cậu xem, cậu ta xấu xí tới như vậy. Các cậu ơi, xem gì xấu tới như vậy mà cũng được vào vòng trong được nữa. Dựa vào đâu mà tôi không được vào chứ? Xấu như vậy mà cũng được làm qua khối học đường nữa sao hả? Xấu quá rồi. Ê trời, ê Mỹ Lệ, nghe nói cậu được vào vòng 1 rồi ha. Chúc mừng cậu, chúc mừng cậu. Khá lắm Mỹ Lệ, đúng là lấy lại chút mặt mũi cho khoa cổ vật chúng ta. Khá lắm. Đặng không biết xấu hổ. Tôi nói nghe này Mỹ Lệ, cậu có thể đưa tôi cùng tham gia cuộc thi qua khôi học đường được không vậy? Ngại Mỹ Lệ, tiếp theo đây sẽ là đợt huấn luyện ma quỷ nghiêm ngặt. Huấn luyện ma quỷ? Tôi tin em sẽ làm được. Cảm ơn. Chào các cô gái. Chào cô. Các em đều là hoa khôi được chọn ra từ các khoa. Bắt đầu từ hôm nay, các em phải tiếp nhận sự đào tạo của hoa khôi học đường. Tôi rất hân hạnh trở thành cô giáo hướng dẫn về khí chất cho các em. Tôi là Mona Lisa. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào huấn luyện. Là một người phụ nữ trang nhã, phải bắt đầu từ khí chất của chính mình. Nhất định phải học được cách dùng khí chất để gói bọc mình. Chúng ta phải dùng khí chất
để tôi luyện cá tính của chính mình, khiến bản thân đầy quyến rũ và hấp dẫn. Em là ai? Đáng nghĩ lệ. Siêu nhân. Không lẽ em tới để giải cứu trái đất sao? Không phải đâu thưa cô, em tới giải cứu kho cổ vật của bọn em. Khoa bọn em hiện giờ chỉ thôi có mình đủ rồi. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ huấn luyện một trong những cách đứng cơ bản của người mẫu, cách đứng sát tường. Sát tường. Đúng như tên gọi, chính là phải khiến cơ thể chúng ta thẳng như một bức tường. Hai vai của chúng ta phải thả lỏng, hai cánh tay chúng ta dung nhẹ một cách tự nhiên, đuôi phải kẹp chặt, hai mắt phải nhìn thẳng về phía trước. Tôi là người đẹp nhất. Tôi xinh đẹp nhất. Là cô gái đẹp nhất. Người phụ nữ tự tin là người đẹp nhất. Trời ơi, tôi thấy ta kìa, tôi khủng quá. Ra ngoài. Nè, sao cậu không xuống đó chơi? Phụ nữ mỗi tháng đều có vài ngày không được khỏe mà. Ồ, sao cậu không xuống nước chơi đi? Tôi cũng vậy. Được rồi. Nè, hồi bên đây nè. Nào, cùng bên đây. Ê, nè nè. Bên đây nè. Đi. Nè, ném qua đi. Nhanh lên. Được rồi, các cô gái. Tiếp theo đây chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện thật đao thật kiếm. Tôi muốn các em đi men theo thành hồ bơi, đi theo kiểu catwalk. Vậy thì em nào sẽ làm trước đi? Để em cho. Được. Hoàn hảo. Có gì ta giỏi chứ. Ngải mỹ lệ yêu quý của tôi, hay là em cũng đi thử xem? Quá dễ mà. Dừng lại. Giày của em. Không phải em đang mang giày sao? Ngải mỹ lệ yêu quý của tôi, ý tôi là giày cao gót. Cô Mona Lisa, em có đem như một đôi giày cao gót em muốn đưa cho ngải mỹ lệ mang thử. Annie, cảm ơn nha. Mimi, lấy đôi giày cao gót mà hôm qua tôi tặng cho cậu qua đây. Nhanh lên, nhanh lên. Cảm ơn. Ê, đây là giày của tôi, là cho cậu đó. Oh my god. Trời ơi. Ngải mỹ lệ. Ngải mỹ lệ. Ngải mỹ lệ. Tỉnh lại. Đưa tay cho tôi. Qua bên này, nhanh, nắm lấy tay của tôi. Nam thần của tôi, em biết là anh sẽ cứu em mà. Không lẽ anh muốn hôn em sao? Không lẽ anh muốn hôn em thật sao? Làm mình sợ quá. Không sao đâu, anh làm mình thấy rồi. Làm tôi sợ quá. Chuyện gì vậy? Cuối cùng cũng sao lại là rồi. Anh chứ?
Em không sao chứ? Nè, em đi đâu vậy? Thầy hiệu trưởng à, chuyện khoa chúng tôi vào được vòng trong á, thật sự phải cảm ơn thầy. Tiếp theo chúng ta phải tác động thế nào trong cuộc thi? Không tác động được, đổi ban giám khảo, đổi luôn anh sao? Ôi mẹ ơi, sao có thể đổi anh luôn được? Chuyện này liên quan trực tiếp tới tương lai của sự nghiệp khảo cổ của nước ta. Ôi mẹ ơi, sao anh có thể làm như vậy được? Không thì mời anh ta ăn cơm. Là ở đây nè. Chào ông, xin hỏi ông cần giúp đỡ gì không? Nè, ở đây nè, nhanh lên. Tôi có thể xem quần áo ở đây được không? Dạ được, mời theo tôi qua bên này. Cậu xem, nhìn người đó kìa. Gì vậy? Kỳ cục thật. Người này sao tôi thấy rất quen? Hay cậu có cảm thấy từng gặp ở đâu rồi không? Ông ta là ba của tiểu khủng long Ultraman đúng không? Tại sao lần nào cũng vậy hết? Vốn tưởng có thể dựa vào thực lực của mình, thật là quá bực mình. Tiếp theo đây phải làm như thế nào đây? Nghĩ tới mấy bà tám đó thôi là đau đầu rồi. Cậu xấu xí như vậy, dựa vào đâu mà được vào vòng trong chứ? Khoa chúng tôi vào được vòng trong thật sự phải cảm ơn thầy. Just be yourself. Chỉ cần bạn là chính mình, đâu có đơn giản như vậy đâu. Giáo sư. Mỹ Lệ tới đó hả? Giáo sư, em tới là để nói với thầy một chuyện. Em không tham gia cuộc thi qua khối học đường nữa. Ê, em nói gì vậy? Em muốn bỏ thi sao? Ê, khoa của chúng ta thì sao? Sự nghiệp khảo cổ của tổ quốc thì sao? Con bé này ăn trúng cái gì vậy trời? Chào đón đến với Lời của Trái Tim. Tôi là người bạn thân của bạn, Lâm Dật Hiên. Có phải bạn đang trải qua sự mơ hồ và bất lực? Đối diện với trắc trở, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc hay không? Thất bại không hề đáng sợ. Điều đáng sợ là để mất dũng khí đối diện. Cuộc đời không có bóng mát nào là mãi mãi. Điều quan trọng nhất là bản thân bạn đối mặt như thế nào. Em cần anh để xuất hiện. Anh có biết không, em thật sự là em thật sự rất là thích anh.
Em biết bản thân mình không xinh đẹp một chút nào. Da của em đen như vậy, lại rất là thô ráp, không giống như công chúa Annie, rất thanh thoát, rất xinh đẹp. Em cảm thấy bản thân mình không dễ thương một chút xíu nào. Kể cả cái tên ngải mỹ lệ của em đã định sẵn. Định sẵn là em sống vốn dĩ đã là một trò cười rồi. Mỹ Lệ à, em nhất định phải học cách chiến thắng bản thân. Chúng ta đi thôi. Tại sao vậy? Tôi sợ độ cao. Được. Ngồi xoay lại đi, không sao đâu. Anh đừng nhìn. Chúng ta sẽ cùng nhau mãi mãi không nhìn xuống, cùng nhau nhìn hướng lên, được không? Thầy hiệu trưởng. Hả? Thầy hiệu trưởng, khoa chúng tôi bị xóa bỏ là thật sao? Đây là quyết định của ban quản trị, tôi cũng hết cách rồi. Tôi đã mời anh ăn cơm đâu mà. Tôi công nhận những thành tựu trước đây của các cậu, nhưng mà mấy năm gần đây các cậu đúng là... Không lẽ hết cách rồi thật sao? Vậy trừ khi các cậu... Mutura, đây là mệnh đề nghiên cứu khóa học cuối cùng của khoa chúng ta. Chờ sau khi họ quay trở lại, khoa cổ vật của chúng ta sẽ bị dẹp bỏ. Đây là bản đồ kho báu tôi sưu tầm nhiều năm nay. Các em nhất định phải dựa vào lộ tuyến nghiêm khắc đi thám hiểm. Chú ý an toàn. Giáo sư, cứ yên tâm giao cho bọn em. Em cũng muốn tham gia thưa giáo cậu sư. Cậu làm cái gì á? Cậu còn biết quay về đó hả? Cậu đâu có quan tâm tới sống chết của khoa chúng ta. Em có thể gia nhập, nhưng lần này đi gian ngang, em có chịu nổi không? Đi thôi.
chào các bạn. Xin hỏi các bạn đi về nơi nào? Chúng tôi đi hướng Tây đó. Người già đi vất vả tốt lắm. Quá, chúng ta đi cùng hướng. Thật sao? Xin hỏi có thể đi nhờ xe được không? Vất vả rồi, cảm ơn mọi người. Nè, đừng có khách sáo, lên đi lên. Cho xin đi nhờ nha. Đưa đây. Ê, tiền nó bớn, sao cậu lại như vậy? Thế giới bên ngoài rất là phong phú, phải kết giao bạn bè. Cậu quên chúng ta đi làm gì rồi sao? Lại đây. Mau lên xe đi nào. Các bạn ơi, lên đường thôi. Lên đường. Nè, mặc vào, gió lớn lắm. Sao cậu cứ chen lấn tôi vậy, qua bên kia đi. Nào, uống vài hớp đi. Cậu quay lại cho tôi. Nè. Nè. Cậu không được uống đâu đó nha. Đã thống nhất là không được uống rượu. Ngày mai còn phải đi nữa đó. Không được uống đi. Uống thử đi. Nào. Mùi vị thế nào hả? Sao rồi? Thế nào hả? Cậu đẹp trai, đây, uống thử rượu của ta đi. Được không? Đừng có uống nữa. Nữ hán tử. Nào. Ngài Mỹ Lệ. Lông còn chưa mọc đủ mà dám ra ngoài hành tẩu giang hồ. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Đi. Dậy mau. Nhóc ốm, nhóc mập, lạnh lùng, mau dậy đi. Xe mất rồi, lạc đà cũng không còn nữa. Nhìn đi. Gái mất rồi. Không sao, bản đồ vẫn còn. Ai mà cần chứ. Gái của tôi cần cậu ăn chứ bộ. Ê mập ơi, gái đâu mất rồi. Ê đổi nón. Tôi cần cái gái của tôi rồi. Ê mập ơi, cậu xem, ba lô của tôi còn ở đây nè, bên trong có đồ ăn đó. Đi thôi. Nhóc mập cẩn thận. Cẩn thận đó nhóc mập. Nhóc mập. Ba. Cậu bị sao vậy? Sao cậu lại cởi quần áo ra? Cậu không muốn làm thuyền trưởng sao? Tôi muốn về nhà. Mất mặt nạ rồi. Thả tôi ra đi. Ta bị lạc đường rồi. Về nhà. Tôi có bánh quy đây. Đây là các cậu. Các cậu đưa cho tôi. Gái của mặt trời. Cái này là của tôi. Đưa cho tôi. Bánh đây. Đưa đây. Đưa đây. Quy là của tôi. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Em có thể xem một chút không? Anh chắc chắn đây là bản đồ giáo sư đưa cho chứ. Sao em cảm thấy giống bản đồ của công viên nhân dân quá vậy? Theo như bản đồ của giáo sư, có lẽ ở đây sẽ có một ngôi thành cổ. Đứng dậy, đi thôi. Ê, Hạo Nhiên, anh mau xem. Hình như em nhìn thấy thành trì mà anh vừa mới nói rồi. Nhanh lên đi. Bên đó có phải không? Nhìn đi. Cuối cùng cũng tới rồi. Đúng là thành
cổ đi. Tôi hy vọng là cổ thành quan phế. Có ai không? Có ai đây không? Xin chào. Không có ai hết. Không có ai hết. Đúng rồi, không có nhìn thấy ai có hết. Có gái không? Có ai không vậy? Bà. Có gái không? Có ai không vậy? Ê, nhóc mập à, nhìn đi. Có con gì đang cử động kìa. Là thỏ. Đó là con thỏ. Mà bắt nó. Bắt thỏ đi. Bắt con thỏ đi. Bắt đi. Đừng chạy, đừng chạy. Bắt thỏ đi. Bắt nó đi. Ê, cẩn thận, cẩn thận. Đây gọi là thỏ sa mạc. Khá lắm Mỹ Lệ. Biết cũng nhiều đó. Ê, tối hôm nay chúng ta ăn nó có được không? Sao cậu lại tàn nhẫn tới như vậy chứ? Đưa tôi. Không sao. Thỏ con ngoan. À Mỹ Lệ, đưa tôi. Không được. Đưa cho tôi đi mà. À, trời ơi, cậu phiền quá à. Nè. Nè. Còn có một con, cậu đưa tôi thì đã sao? Đã ăn nhiều vậy rồi chứ bộ. Cậu đã ăn hết cả nhà của nó rồi, tôi không nhẫn tâm để nó thấy. Cậu tha cho con cuối cùng này đi có được không? Đưa cho tôi đi mà, trời ơi. Sao hai cậu tàn nhẫn dữ vậy? Ê, đúng Mỹ Lệ, tôi có đói chết cũng không ăn nữa. Cậu ăn no rồi thì có. Đây, lạnh luôn. Nhất định phải bảo vệ nó. Được, được, được. Đây là gì? Cái này là hình vô người thật của Đại Khắc lên đó. Ê, em qua bên kia kìa. Nhìn cậu ta như vậy còn bảo vệ người khác. Để tôi qua coi thử coi. Được lắm Hạ Nhiên. Mới đó đã phát hiện ra điểm sáng hả? Hai cái luôn. Chàng chút nghe. Cẩn thận. Gì vậy, có ma hả? Cẩn thận vào trong. Liệu trong này có gì không? Ê, đừng có nói chuyện. Cậu tránh ra coi, đừng có bám tôi. Trời, không có đâu. Ê, tránh ra coi. Cái gì vậy? Tránh ra cái coi. Đừng bám thêm nha. Cẩn thận đó. Cẩn thận nha. Đưa tôi cầm cho. Ở đây có cái đèn. Đi từ từ thôi. Đây. Đưa đây. Đưa tôi cầm cho. Đưa đây. Xem đi trước thử. Ê, lại, cẩn thận. Lùi lại, lùi lại. Dơi quá à. Đứng im. Nơi nào mà có dơi nhất định là sẽ có rắn. Đây là thường thức thôi mà. Chim bất tử đâu? Chim bất tử quá thạch đâu? Ê, chờ tôi với. Nè, hỏi lại coi vậy chứ. Đây là nơi nào? Đấy, vậy tình. Chứ ê. Hả? Ở đây gì có vậy? Ánh sáng. Cẩn thận đó. Hình như là Mỹ Lệ. Mỹ Lệ Hạo Nhiên. Có ai không? Hạo Nhiên, anh xem đó là gì? Ê này, Hạo Nhiên, Mỹ Lệ. Hạo Nhiên à? Ê, ê, đừng có vào đó. Đừng vào đó, đừng lại đi. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên à? Ê này, đừng giỡn nữa mà mở cửa đi. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, có nghe thấy không? Có nghe thấy không vậy? Có nghe thấy không nhóc mập? Trời, bỏ tay được con. Ở cửa nhất định có cơ quan. Nhóc mập, có nghe thấy không vậy? Hạo Nhiên nói có cơ quan, các cậu có nghe thấy không? Không có động tĩnh gì hết. Tìm cơ quan đi, tìm cơ quan đi. Tìm đi, tìm đi. Ở đâu vậy? Làm gì có, tìm không thấy. Không thấy. Sao cửa lại tự đóng lại? Hay chứ? Là đập trúng cái gì rồi? Đúng đó. Ê, hình như ở đây có, để em thử coi. Ê, được. Sao vậy? Ê, ở đây có cơ quan nè. Cửa tự à! Xoay về hướng này nè. Bên này nè. À, không được rồi, em chưa muốn chết. Bên này mà. Thôi đừng có xoay nữa mà. Xoay nãy giờ cửa dưới nước im đó. Thiệt tình, cứ cãi không à. Có mở ra đâu. Trời ơi, ai kêu anh bảo vệ em chứ. Anh không là bạn trai của em thì bắt gì bảo vệ em. Có thể là Annie cần anh bảo vệ đó. Anh bảo vệ cho cô ấy là được rồi. À, tôi với. Tôi với anh mà bảo vệ em giờ. Đứng yên đi. Hả? Mập, lạnh lùng. Hả? Ở đây có cơ quan. Nè, xem đi, xem đi. Nè. Bên này hình như có ánh sáng. Bên này hình như có lối ra. Hả? C-
cửa đá vẫn không có phản ứng kìa. Cửa đá vẫn không có phản ứng? Cửa đá đâu có mở đâu. Sai đi rồi, đi thôi. Đi xem thử còn cơ quan nào nữa không. Có ai không? Cẩn thận đó. Em thử xem. Được nè. Ê, Mỹ Lệ. Xem ra có người đến đây trước chúng ta. Ê, anh có cảm thấy nhìn rất giống giáo sư hay không? Giáo sư. Đây là cái gì? Quá thật chi bất tử đó. Không phải chứ. Chúng ta tìm thấy dễ dàng như vậy sao? Làm sao mà lấy đây? Sao nhìn giống như con gà nướng vậy ta? Đúng là quá thạch chim bất tử đó. Chúng ta tìm được quá thạch chim bất tử thật rồi. Nhưng mà em vẫn cảm thấy hơi giống gà nướng á. Đây là chỗ này gần sập rồi. Chạy mau lên, đi theo anh. Ê, chạy đi đâu? Chúng ta ra được rồi. Chuyện gì vậy? Thảo Nhiên, họ là bộ tộc ăn thịt người. Hả? Nhóc mầm lạnh lùng. Mà bỏ tôi xuống đi. Bỏ tôi xuống đi mà. Ở đây là đâu vậy? Ở đây là đâu? Bỏ tôi xuống. Đàn bà là bọn đi. Ở đây là đâu vậy hả? Đây là bộ tộc ăn thịt người. Họ đang nói nên ăn thịt em như thế nào? Là món luộc hay là món nướng? Không phải chứ. Anh nói với họ là em còn chưa yêu đương. Nếu được có ăn thịt em có được không vậy? Em còn phải gặp nam thần của em. Cái người lắc mông đó sao mà giống, sao mà giống kỳ nhóc ốm quá vậy? Có phải không? À, cô ta là ai vậy? Cô ta là nữ dương của bọn họ. Chờ chút, cô là anh hả? Ê, cái gì vậy? Ê, nhà nghĩa là sao? Ăn thịt tôi thật hả? Nhưng mà người ta còn là xử nữ đó, lãng phí quá đi à. Buddhist. Thả tôi ra, mọi người mặc bôi đầy bùn đất kia. Bắn tùng chúng. Các người có biết bắn tùng đâu? Ê, mấy tiểu đệ kia làm theo chị đi. Nè, táo này không được ngọt cho lắm. Không phải chứ, bắn bằng sầu riêng hả? Trời làm ơn, đừng có lãng phí như vậy có được không? Tôi thấy các người chịu lại ăn còn phải tốt hơn hay sao? Nè, cứu tôi với! Hey,
Lơ sơ. Tránh ra đi. Bồ ca ca. Ô ra ra ra. Lùi đi. Xin lỗi nha anh bự con, cái này của tôi. Phim được lồng tiếng bởi Moxie Media Bắc Kinh. Thảo Nhiên.
quay trở lại đây làm gì? Anh không sợ chết sao? Anh không thể bỏ em lại được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có anh mà, em đừng có sợ. Thả tôi ra. Nè, có gì đá tôi hả? Thả tôi ra đi. Bỏ tôi xuống. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Đồ đê tiện. Thả tôi ra đi. Đồ đê tiện này. Cô là đồ xấu xa. Các người mau thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Bỏ tôi xuống. Bỏ tôi xuống. Bỏ tôi xuống. Ula! Ula! Nè, hôm nay tại sao anh lại cứu em? Không còn xem để quay lại nữa rồi. Buồn cười. Nè, tại sao em lại thích cổ vật tới vậy? Khủng long. Anh không cảm thấy khủng long rất dễ thương sao? Vậy còn anh, anh có cảm thấy khủng long rất dễ thương không? Anh thì thích quá khứ hơn. Hồi anh còn nhỏ, gia đình của anh vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Họ tự cho rằng họ rất thương anh, nhưng tất cả những gì bọn họ cho anh đều không phải là thứ anh muốn. Annie rất là được mà. Hình như cô ấy rất là thích anh đó. Vậy anh có thích cô ấy hay không? Cô ấy rất tốt. Em thấy thế nào? Em cũng thấy cô ấy rất là tốt. Trắng, giàu, đẹp. Nữ sinh khoa nghệ thuật, là nữ thần của nhiều nam sinh. Nhưng cô ấy không phải là kiểu anh thích. Kén chọn vậy sao? Vậy anh thích kiểu thế nào? Nói ra nghe thử coi. Con người của anh khá là kỳ quặc. Anh thích kiểu người tóc hơi rối, da hơi đen đen, quần áo dơ dơ, không thích sạch sẽ, mặt thì có tàn nhang. Nếu như mà đeo thêm cái mắt kiến da beo nữa là hoàn hảo luôn đó. Có sao băng nè. Em rất thích xem sao băng. Nhìn thấy sao băng rất là vui đó. Hey bo! Hey bo! Yeah!
Đứng lại. Lùi lại. Đưa tôi. Lùi lại. Chúng ta chạy thôi. Phải làm sao đây? Đừng sợ, cứ chạy đi. Bây giờ chạy về hướng nào chứ? Phải làm sao đây? Ê, trời, anh kia đi, anh xem. Bao Nhiên, Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, lên lên đi, lên xe đi, lên nhanh lên, mau lên. Chạy thôi, chạy thôi. Sao các cậu tới được đây? Còn tôi, lần theo GPS của Hạo Nhiên. Khoa học kỹ thuật cao hả? Không phải tôi lại nằm mơ nữa đó chứ? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Giáo sư, bọn em tìm được quá thạch chưa bất tử rồi nè. Giáo sư. Tân 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 tân. Wow. Truyền thuyết là có thật. Không phải bản đồ thầy đưa cho em sao? Tấm bản đồ ở khu vui chơi thôi mà. Ê. Về khởi nguyên loài chim biết bay có hai loại giả thuyết. Thứ nhất là thuyết thụ khởi, thứ hai là thuyết địa khởi. Em xem, đây rõ ràng là thuyết địa khởi. Cổ vật học mà môn khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử phát triển nhân loại, người bình thường không làm được. Chờ đã. Đi ăn gì đây? Em có thứ đồ làm đất ở chỗ tôi. Gửi bạn Mỹ Lệ, chúc mừng bạn đã lọt vào vòng 2 cuộc thi qua khôi các trường cao đẳng đại học Trung Quốc. Không phải ngày hôm nay sao? Dạ, hôm nay. Không kịp rồi, nhanh lên. Không được, em chưa có làm gì hết. Làm gì cũng phải thay cái váy rồi bôi chút son gì đó mới được. Được, 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 được. Alo, chuẩn bị giúp tôi. Sao tim của mình đập mạnh như vậy? Không phải mình thích anh ấy thật rồi chứ? Trời ơi, mắc cỡ quá đi à. Nhưng mà đột nhiên cảm thấy mình rất là hạnh phúc đó. Chào con chủ. Tới rồi hả? Cô gái đó đâu? Ê, anh sao vậy, anh sao vậy, anh không sao chứ? Cô đạp lên chân của tôi rồi. Ôi trời, tôi xin lỗi nha. Cô chính là cô gái đó hả? Chắc vậy. Cảnh tượng này quá đẹp, tôi không dám nhìn. Xin chào thầy, em là Ngải Mỹ Lệ. Hơn nữa em cũng rất thích khủng long. Bởi bộ quần áo của em đều có khủng long đó. Dừng lại. Đây chính là thời trang, còn cô nói là động vật. Đưa đi. Làm gì vậy? Mấy người đưa tôi đi đâu? Sao tôi cứ bị đưa đi hoài vậy hả? Dạo này gu của cậu mặn thật đó. Nếu tôi mà không có serum Icarus Visage và mặt nạ mẫu thì cậu trả bao nhiêu tôi cũng không làm nổi đâu. Dạ lên, tới giờ rồi, sẽ trễ đó. Cậu xem đi, đây chính là cô gái đó. Thì ra mình có thể đẹp như vậy. Anh ấy cũng cảm thấy mình rất là đẹp sao? Xin chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với vòng thứ 2 của cuộc thi Hoa khôi học đường toàn Trung Quốc, được tài trợ bởi VA Qua. Chúng ta hãy dùng những tiếng reo hò để chào đón các người đẹp, đem đến cho mọi người màn biểu diễn áo tắm nóng bỏng và hấp dẫn. Nữ thần.
nữ thần, 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 nữ thần. Xin mời thí sinh cuối cùng, Nhảy Mỹ Lệ. Xin mời thí sinh cuối cùng, Nhảy Mỹ Lệ. Bỏ cái này đâu. Nhảy Mỹ Lệ, 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 Nhảy Mỹ Lệ. Ngải Mỹ Lệ. Chào em, tôi là Lâm. Dĩ nhiên em biết anh là Lâm Giật Hiên rồi. À, đúng rồi. Em rất thích, rất thích anh đó. Không ngờ hôm nay em lại được gặp anh. Em mỗi ngày em đều nghe chương trình của anh hết trơn á. Anh nghe em nói nè, tối qua có phải anh kể một câu chuyện về nữ sinh viên vì một người bạn nam mà lấy lòng chết không? Trời, em thích anh lắm luôn đó. Anh có thể nào ký tên giúp em được không? Làm ơn ký tên đi. Ở tay của tôi. Trời ơi, em xin lỗi, anh có thể cho em xin chữ ký được chứ? Thật hả? Tốt quá, hôm nay em có đem theo sổ tay nè. Anh xem phía trước toàn là những câu mà thường ngày anh hay nói, em đều ghi chép lại hết đó. Anh tới để đợi. Nhìn nè anh. Đây nè. Nhảy Mỹ Lệ không phải không? Khi nào thì anh đi? Đi ngay. Đi ngay. Hoa đẹp thật đó. Chỉ đáng tiếc chủ nhân của nó không biết thưởng thức. Annie à, em lầm rồi. Hoa này là tặng cho em đó. Tặng cho em sao? Thật hả? Cảm ơn anh tốt quá. Được. Tôi đi trước nha. Đi nhanh vậy sao? Sao vậy? Anh xin lỗi, anh có việc, anh phải đi trước đây. Hả? Anh đứng lại cho em. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Rốt cuộc em làm gì có lỗi với anh? Uất Hạo Nhiên, anh cho em biết, rốt cuộc chỗ nào em không bằng Ngải Mỹ Lệ? Anh dựa vào đâu mà thích cô ấy không thích em? Em không bằng cô ấy ở chỗ nào? Anh nói đi. Cái gì em cũng hơn cô ấy, nhưng mà chúng ta không hợp nhau. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, anh đừng đi. Em biết em sai rồi. Anh cho em biết em có chỗ nào chưa tốt, em thay đổi là được mà. Em xin anh đừng đi. Anh xin lỗi. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên. Hạo Nhiên hả? Cảm ơn anh nha. Em muốn nói với anh, em muốn nói với anh, em rất cảm động. Màu mẹ. Anh lo Quốc Hạo Nhiên. Anh chơi đẹp lắm hả? Cảm ơn anh hôm nay giúp em trở nên xinh đẹp như vậy. Em cũng cảm thấy em là hoa khôi rồi. Ha ha ha.
Ba ơi, con về rồi nè. Tặng ngôi sao của ba, ba của con. Wow. Ai vậy? Ê, anh Ngãi à, anh bị thương có nặng không vậy? Làm chúng tôi sợ muốn chết đó. Hả? Cô là ai vậy? Alo. Ê. Thật không biết nên nói bà thế nào nữa. Bà cứ như vậy hoài. Còn nhớ lúc con học mẫu giáo, hai cha con mình cùng xem tivi. Sau đó bà chỉ vào nam chính của bộ phim cổ trang trong tivi mà nói là: con nhìn đi, ngày mai bà có thể giống như cậu ấy, bay trên trời giống như vậy đó. Lúc đó con cảm thấy bà rất là giỏi. Kết quả ngày hôm sau, bà đứt dây ngã bị thương. Sau đó thì mẹ con cũng ra đi. Thật ra lần này con tham gia cuộc thi này, bà biết con vui tới mức nào hay không? Bởi vì lần đầu tiên mọi người chú ý tới con, không phải nghĩ là con không đẹp, không tốt, không cảm thấy con là người bị sét đánh như họ nói, tới không khí cũng ghét con nữa. Bởi vì con đứng ở đó, họ đều nói là con rất đẹp. Nhưng mà bây giờ con biết rồi, những thứ đó đối với con không có quan trọng. Con chỉ muốn ở bên ba. Ba ơi, đừng làm tổn hại mình nữa có được không? Ba, con thương ba lắm. Con thật sự rất thương ba mà. Em tìm tôi có chuyện gì? Anh Dự Hiên, em cảm thấy cái cô Ngải Mỹ Lệ đó thực sự rất đáng ghét. Hay là anh giúp em một chuyện nha. Nè, không lẽ em đã chịu thua rồi sao? Xin chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với vòng chung kết cuộc thi Hoa Khôi Học Đường toàn Trung Quốc, được tài trợ bởi VA Qua. Xin một tràng pháo tay chào đón thí sinh mang số báo danh 16, nữ thần gợi cảm, bảo bối Annie. Woo-hoo!
cảm thấy nên cho bao nhiêu điểm đây? Tôi cảm thấy nên cho 10 điểm. Hai ngải mỹ lệ, hôm nay cô muốn style thế nào đây? Tôi sẽ làm cho cô theo style ấn tượng nhé. Đi với son môi màu đỏ rực, sẽ làm một kiểu tóc gợi cảm có được không? Hả? Chờ một chút. Tôi có thể tự làm được không? Được thôi. Cảm ơn anh. Không có gì. Cảm ơn bảo bối Annie với màn vũ đạo quyến rũ sôi động. Sau đây xin mời ban giám khảo cho biết số điểm. 10 điểm. Tất cả đều 10 điểm. Đây là một thí sinh có số điểm cao nhất hiện nay. Không biết thí sinh tiếp theo có cảm thấy áp lực không? Xin mời thí sinh tiếp theo đến từ khoa cổ vật ngải mỹ lệ. Mỹ lệ. Mỹ Lệ. Cố lên Mỹ Lệ. Mỹ Lệ. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Cô làm gì vậy? Cút đi. Làm cái gì kỳ vậy? Xuống đi. Tôi sẽ đi xuống ngay. Nhưng mà trước khi tôi đi xuống, tôi có một vài lời muốn nói. Tôi thật sự không ngờ tôi có thể đi được tới ngày hôm nay. Hơn nữa tôi cũng biết bản thân tôi không đẹp một chút nào. Vốn dĩ không nên tham gia cuộc thi Hoa Khôi Học Đường này. Mong mọi người làm đi. Gì vậy? Sao mà người ai cũng giúp cho ngải mỹ lệ? Các người có quan hệ gì? Cảm ơn. Nhưng mà tôi muốn nói, tôi cảm thấy mình đã nhận được thứ còn quan trọng hơn cả cuộc thi. Đó chính là mọi người. Cố lên, cố lên, Mỹ Lệ, cố lên, 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 cố lên. Lý do
Chuyện mở rộng khoa chúng tôi anh suy nghĩ tới đâu rồi? Trưởng khoa Dương, chuyện này à, tôi sẽ bàn với bạn mọi chuyện sau. Bạn chưa nói cho tôi biết là bạn ở khoa nào đó. Cậu có quen với anh ta không vậy? Tôi không quen. Tôi ở khoa cổ vật, tôi là kỳ tiểu sáu nè. Đừng đi mà, nói chuyện chút đi. Nói chuyện chút đi mà, được không? Nói chuyện đi, nói chuyện đi mà. Chút xíu thôi. Cậu đi thiệt á hả? Cậu còn trở lại không? Tôi sẽ còn trở lại. Anh muốn em mời anh ăn bánh rán hả? Anh mời em ăn đậu hũ thối có được không? Được đó. Em xin lỗi. Alo. Cho hỏi là ngài Mỹ Lệ có phải không? Tôi là Lâm Nhật Hiên đây. Tôi có một chuyện muốn nói với em. Chúc mừng em. Em cảm ơn thầy. À không, cảm ơn hiệu trưởng. Chúc em thành công nha. Cảm ơn. Cuộc thi qua khôi học đường toàn cầu có cần làm quá như vậy không? Có phải mình đang nằm mơ không trời? Trời ơi, mặc kệ đi. Đời người quan trọng nhất là được là chính mình một cách chân thực nhất. Yeah, yeah! Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Xiao Yang Mian Mo, trọng bảng chú ký, long trọng đăng trường. Quảng Châu Hợp Sinh Hóa Trang Phẩm Hữu Hạn Công Ty, từ 2013, tuyển chú chuyên thuộc nhân chính chủng thể đa cơ sinh hóa mian mo phẩm hài, Xiao Yang. Khai phá lợn, mô cụ kinh lĩnh, vũ cụ lợi yuan, đô thải ní vã vã, bài hoa trụi, xiên cổ trụi đẳng 6 đa xí liệt. 选择小样，收获不一样的美丽未来。广州核心化妆品有限公司。就像气泡一样薄，看不见的极致薄，解释般灵感。浩然，浩然欧巴，快去忙！
我是千年老二啊，每次我都是白富美高大上，他偏偏不喜欢我，就喜欢一个什么臭屌丝。每次我都跟别人抢男朋友，我要一个属于我自己的男朋友。哎，还有我呢，我有房子，有车子，身体壮得像头牛似的。要不你跟我好吧？ 去死吧！大胖哥，你就别惦记那个妞了，还有我呢，啊！有你咋的？有你咋的？表演呢，分三个体系，一个是斯坦尼斯拉夫斯基的体验派，你有病啊！你有药啊？一个是布莱希特的表现派。 还有一个就是那个咱们那个梅兰芳的梅派啊，这个斯坦尼斯拉夫斯基啊，他那个，哎，这是我女儿啊，这是我女儿啊，停下，哎，这是我女儿啊，站住，啊，你。 哦，杰士邦，又是你掉的，不是我，就是你，他的。哦，行，我求求你快一点好不好？你买那么多面膜，助纣啊！哎，小胖，嗯，你知不知道艾美丽退赛了？嗯，浩然，听说了吗？艾美丽退赛了，为什么呀？ 你们请问教授吧？空调又漏水了。新闻，我追求深度挖掘，还原事实真相。就像瑞威奇深层洁净，还原自然通透。深通透，新自由。瑞威奇死海泥深度净化面膜。